báo giá thuốc bảo vệ thực vật của công ty tập đoàn Lộc Trời, giá cửa hàng đại lý vật tư nông nghiệp. Kênh giá vật tư nông nghiệp xin chào mừng bà con anh chị em nông dân Việt Nam đến với một tin tức nông nghiệp. Chúc bà con nông dân xem kênh giá vật tư nông nghiệp có nhiều niềm vui. Video này, em xin báo giá thuốc của công ty tập đoàn Lộc Trời An Giang. Có phải bà con muốn biết giá cả vật tư nông nghiệp, giá thuốc bảo vệ thực vật, giá phân bón, mà không cần bỏ thời gian đi lại, không cần điện hỏi cửa hàng, hỏi tới hỏi lui sợ phiền hà. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2021. Video này dành cho bà con là nông dân, các chú bác, nông dân miền Tây đang trồng lúa, làm rẫy, làm vườn. Lúc này thì hiện tại chỗ ở của em là đang vào vụ đông xuân 2021 và 2022. Ở Đồng Tháp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuốc trừ bệnh Amictatop 325SC loại 250ml, giá là 295-295.000 đồng, một chai. Thuốc trừ bệnh tinh sư be 300EC loại 250ml, giá là 217-225.000 đồng, một chai. Thuốc trừ sâu Vitaco 40VKG loại 4,5g, giá là 25-27.000 đồng, một gói. Thuốc trừ sâu An Rân 5VKG loại 10g, giá là 13-15.000 đồng, một gói. Thuốc trừ rầy chết trắng 50VKG loại 20g, giá là 40-45.000 đồng, một gói. Thuốc trừ sâu Radian 60SC loại 15ml, giá là 33-35.000 đồng, một gói. Thuốc trừ bệnh Filia 525SE loại 250ml, giá là 135-142.000 đồng, một chai. Thuốc trừ bệnh Phu An 40EC loại 500ml, giá là 64-66.000 đồng, một chai. Thuốc trừ bệnh An Cha Con 70VKB loại 100g, giá là 28-30.000 đồng, một gói. Thuốc trừ bệnh An Cha Con 70VKB loại 1kg, giá là 247-265.000 đồng, một gói. Thuốc trừ bệnh Tô Tăng 200VKB loại 40g, giá là 13-13.500 đồng, một gói. Thuốc trừ bệnh Bôm La Vơi loại 500ml, giá là 105-112.000 đồng, một chai. Thuốc trừ bệnh Silimax loại 500ml, giá là 125-135.000 đồng, một chai. Thuốc trừ bệnh Kinalup 25EC loại 480ml, giá là 112-120.000 đồng, một chai. Bà con chú ý là giá có thể chênh lệch ở từng khu vực và từng đại lý khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem và tham khảo giá thuốc. Bà con nông dân còn thắc mắc hay muốn biết về giá của loại thuốc nào, thông tin về một loại thuốc cụ thể, chúng tôi sẽ làm về video đó cho bà con. Hãy để lại bình luận. Video ra mỗi ngày để cập nhật giá kịp thời cho bà con. Hãy chia sẻ video cho những bạn nông dân của bà con, chia sẻ cho người thân đang trồng trọt và quan tâm giá phân bón vật tư nông nghiệp. Hãy chia sẻ cho họ biết bà con quan tâm đến họ. Bà con là người biết giá trước tiên. Muốn giúp đỡ họ, chọn biểu tượng YouTube, chọn kênh giá vật tư nông nghiệp. Chọn nút đăng ký và nhấn chuông. Chọn tất cả.